Bắt em mình là xe Innova form mới rồi, form 2015 anh chị nha. Đó, rất là đẹp, tôi xin cho Winbass rồi, mới vừa giảm sơn cửa. 4 mâm 4 vỏ mới, sơn xi đẹp, form dáng ok, chỉ 255 triệu. Mặt ga lăng này em đang đặt về em thay cho anh em mình nha. Thay cái nó là Kenzie Ben nha. Chỉ có 255 triệu là anh em đã có Innova form 2015 này rồi. Sổ đăng kiểm là 2012 anh chị nha. Đó. Vô lăng mấy cái nút này em đang đặt mua cho anh em mình luôn ha. Rất là đẹp anh chị nha. Túp lô túp ly cũng căng đét luôn. Quăng sần đầy đủ luôn nè anh chị. Rất là ken nha. Để cho nên mình 252 triệu bao dùng. Đó. Túp lô túp ly quá đẹp luôn. Đó, hai dàn lạnh rin theo xe nha. ABS túi khí đầy đủ anh chị ha. 4 mâm vỏ mới luôn. Dòng này thì bên mình còn tới 3 4 mẫu là anh em qua lựa nha. Cảm biến ghe đầy đủ nè. 255 anh em thấy hợp lý không? Ok, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho mình qua số 0866 67 9 71, 0834 33 3371 nha. Anh em nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh ha. Anh em nào muốn xem nhiều hình hơn thì cứ vào Facebook bấm Thịnh Mắt, bấm theo dõi để cập nhật nhiều hình ảnh hơn từ em Thịnh Bến Tre nha. Cảm ơn, hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo ạ.